Rất nhất cái rồi là mình không nên bày rác nữa. Bởi anh ăn ruột mà mới rửa vỏ chi anh Khải? Bộ ông ăn ông phải rửa, ông rửa nó dơ thôi trời. Ăn ruột mà rửa chi? Ông rửa trời, nó nghĩ sao vậy? Lên dao anh cắt nó ra vỏ thôi mà. Bởi tôi nói ông nhiều cái ông không hiểu. Anh kỹ quá anh. Anh kỹ quá, kỹ đi. Nhiều khi á ông gọt cái vỏ đúng không? Ừ. Người ta, tôi nói không biết là cái bưởi này người ta có xịt thuốc hay không. Cái chuyện đó mình không biết được. Thì đúng rồi. Nhưng mà ông rửa, thí dụ như đặt trường hợp như người ta xịt thuốc đi. Bưởi theo quan niệm của tôi thôi nha. Sao? Bưởi là cái vỏ nó dày. Đúng rồi. Đúng không? Mình muốn tới cái lớp thịt của nó. Ừ. Thì nó phải đi qua nhiều cái lớp vỏ. Đúng rồi. Thành thử là nó xịt thuốc á, chắc chắn nó xịt ngoài này. Ừ. Thì nó vô đây rất là lâu. Đúng rồi. Ra nó không tới để tới vấn đề mình ăn đâu. Thế anh rửa làm cái gì? Ông rửa thì ông lấy dao ông gọt mà khi cái dao nó gọt lại đương nhiên nó dính vô cái dao. Trời anh kỹ quá, bây giờ anh ăn dơ anh cũng chết. Mà anh kỹ quá anh cũng chết. Nó thịt đường nào anh cũng chết hết. Vậy ông muốn chết sớm hay chết trễ? Chết theo cách nào thôi. Mà trước sau cũng chết đúng không? Đúng rồi. Ông ăn dơ á, người ta nói là ăn dơ sống lâu đúng không? Dơ sống lâu. Nhưng mà ăn độc nó chết mau. À. Thà ăn dơ không sao chứ còn ăn độc chết à, rồi. Đó, không hiểu hết trơn á. Mà chúng mà bất liên quan tự nhiên tôi có ăn đâu mà. Ủa anh rửa mà không ăn chứ anh rửa làm gì? Ý sao trời? Sao? Ông thấy khi nào mà người ta gọi là mua một trái bưởi á. Ừ. Đa số là người ta lựa một trái chín gọi là ăn liền được. Ừ. Tới giờ ăn liền. Ừ. Còn này cái trái bưởi mà ông thấy cái này nó phải để một tuần hoặc là nửa tháng sau tôi mới ăn. Sức kỳ à, anh ăn luôn đi chứ. Chắc lý do em ở đây anh không ăn đúng không? Em đi về cho anh ăn. Thắp hương nội ông nội, ông nghĩ sao vậy? Chứ bữa nào mà ăn chưa, nó chưa chín mà ăn. Ý anh làm gì? Ăn mới tôi rửa cái cuốn, để cuốn cái lá làm gì? Anh kêu làm gì? Thắp hương. Cúng. Đúng. Trời đất ơi. Mua trái cây cúng ai rửa bao giờ? Cái này bậy nữa còn nói lớn nè. Tôi nói nghe nè. Đúng rồi, bậy hay nói lớn đó, đúng rồi. Cúng là cúng cho gọi là bề trên. Đúng rồi. Hoặc là cái người đã khuất, đúng không? Rồi. Ông không rửa thì người đã khuất bề trên sao dám ăn? Thì cái đó, em nói một câu là hơi phi lý một xíu. Tại vì đa số 90% gia đình mình mua đồ về cúng cũng phải rửa hết. Đúng. Nhưng mà em đã kêu là cúng trên bàn thờ ai đi rửa bao giờ? Tức xạ luôn. Ông cho tôi nói chuyện ông nghe. Thiệt mà. Ông nói chuyện. Sao mà cúng trên bàn thờ không ai rửa? Nghĩ sao mà nhiều cái mình bực bội mức độ mà kiểu mà dạng như là ông kêu là ông nếu mà ông gọi là không rửa bao giờ đúng không? Ừ. Chứng tỏ là ông không tôn trọng người đã khuất và một người cõi trên. Em mình biết vậy nhưng mà cúng trên bàn thờ là không ai rửa hết á. Tôi hỏi ông bây giờ ông cúng là cái quan điểm của người cúng là gì? Quan điểm cúng để cho người chết và cái cõi trên để ăn. Thì em biết dĩ nhiên rồi, 90% đại gia đình cũng như anh là mua trái cây về cúng đều rửa sạch hết. Thì đúng rồi còn. Nhưng mà cũng như kia ai rửa bao giờ? Đúng chứ, mấy đứa đánh chiều quá trời. Ý là em biết tại sao không? Tại sao? Trái cây á, anh rửa nước thì chắc cú giống như anh ngâm nước rồi, nước nó sẽ thấm vô trong đúng không? Thì chắc chắn là phải có, nó có lỗ này nọ mà. Hên là anh rửa xa vòi. Có nhiều đại gia đình á sẽ bỏ hết vô trong cái thau, đổ nước vô rửa một lượt luôn. Nhiều khi bỏ nước muối nữa. Đúng rồi á, mọi người cứ kỹ như vậy. Thực sự á, khi mọi người bỏ vô thau rửa trong cái thau á, là vô tình là nước nó sẽ rút vô. Tại vì trái cây á, người ta bán ở ngoài, ta để ngoài nắng, ngoài đồ á, nó sẽ bị khô, sẽ bị rút nước phần nào rồi. Chỉ cần có một chút nước vô là sẽ rút vô liền. Thiệt luôn, 100%. Mà nó rút nước vô á, mọi người để ý, tại sao mọi người cúng trái cây nó hay bị thối, hay bị hư? Là do mọi người rửa nước. Nhất là những trái cây như trái táo, trái đồ á, ngay cái đầu cuống của nó có một cái lỗ xuống á anh Khải. Nó bị ứ nước trong đó. Nhưng mà khi đó mình rửa cái mình lau đi mà. Lau nhưng mà có kẻ đâu có sạch nổi đâu. Với lại trong quá trình anh lau nước đã rút chưa rồi đâu nữa. Trong quá trình anh rửa đã rút rồi. Ủa chứ không rửa thì làm gì ông thằng. Cho nên mới có cái mẹo lau ông địa, lau rượu chứ không ai lau nước. Lấy rượu tắm cho ổng. Tại ổng nhậu. Chia sẻ mọi người một cái mẹo để mọi người cúng trái cây là một cái mẹo khác nè. Đó là cúng trái cây mọi người đừng có rửa. Mọi người rửa nước nó sẽ làm cho trái cây mọi người nhanh hư, nhanh thối. Nghĩa là chín nhanh đó đúng không? Chín nhanh. À. Nguyên nhân là cái cây mua ngoài chợ nó không có nước, nó bị khô có phơi ngoài đó. Khi mọi người rửa nước là hút vô liền luôn. Cho nên mọi người muốn rửa trái cây á là mọi người lau bằng rượu. Em không có nói là không được rửa. Cúng là chúng ta phải rửa, nhưng mà rửa bằng cách nào? Đó là anh lau bằng rượu. Anh đổ rượu vô cái khăn và anh lau. Chứ không được rửa nước. Anh đổ rượu vô anh lau á
nó sẽ giúp cho trái cây là cúng lâu ngày như Tết nè, anh cúng tầm đến mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7 á, trái cây anh không bị thối và nó lại lâu chín hơn. Còn anh ngâm nước á, tầm mùng 3 thấy nó chín hết rồi, hoặc là nó thối luôn rồi. Ông nói giờ tôi mới suy nghĩ ra nè. Tại sao mấy bà bán trái cây, bà vô nhà vườn hái đúng không? Là gọi là cái cây sống. Mà khi mà cắt cuống rồi gọi là trái cây chết, đúng không? Về tới nhà là cái trái cây dù nó có dơ cái gì ta, dù nhiều khi ta lấy cái gì ta lau để đúng cho rồi. Nó gọi là đồ khô á. Đúng rồi. Lau cho nó rớt lại thôi chứ ta không giờ đi rửa. Đúng. Không, ta không có rửa đâu, rửa là hư hết. Đồ hàng chi mình ta đa số là những đồ cúng. Mà sao mấy bà đó biết sao không chỉ ta? Chỉ làm gì? Chỉ biết cho người ta cúng, ta đem về nhà chứ. Cho anh hư muốn ăn anh mua cái mới để chỉ cho anh rồi anh cúng rồi anh xuống anh ăn luôn sao? Đồ thì bây giờ nha. Thế. Anh lấy cái rượu đi. Có rượu nhà, có rượu mà. Chia sẻ mọi người cách để mọi người cúng trái cây ngày Tết nó không bị hư, lâu chín. Đầu tiên, trái cây mọi người mua về tuyệt đối không được rửa nước. Mọi người để khô vậy luôn và mọi người kiếm một cái khăn sạch để tôn trọng người chết. Để mọi người tôn trọng người trên. Tôi thấy ăn nhiều cái là em nói nhanh quá, em lẹo lưỡi. Nhưng mà cái từ nhanh đó mà nhiều khi ví dụ như một cái đám cưới và cái đám hỏi. Có đám cưới và đám ma. Ông là MC đi. Nhiều khi cái đám cưới ông nhiều khi ông nói lộn có thể nói lại. Chứ còn cái đám ma người ta đang buồn mà ông nói lộn mà ông nói lại là người ta chửi ông. Rồi ok, mọi người kiếm một cái khăn sạch để tôn trọng người trên. Rồi mọi người sẽ đổ rượu vô. Khăn này là khăn ấy mà. Rồi mọi người sẽ đổ rượu lên và mọi người lau với cây. Nghĩa là cho thấm cho nó ướt cái khăn đó đúng không? Cho ướt khăn luôn. Cho ông nói sớm trời, nãy ngồi tranh luận cả nửa tiếng ngồi. Tại vì anh Khải lỡ rửa rồi thì thôi em chỉ chia sẻ một cách làm thôi. Chứ mọi người làm nữa đừng có rửa. Nói chung là cái mẹo về trái cây cũng đây, rất là nhiều là rượu uống của mình đúng không? Đúng rồi, rượu uống á. Mọi người sẽ lau. Đúng rồi. Mà ê nó làm như là nó sáng và nó đúng rồi. Đổ đúng trái rồi. Luôn đúng không? Đó mọi người lau rượu là trái cây của mọi người nó sẽ bóng lên và sáng lên nhìn nó tươi. Làm không xuống màu đúng không? Đúng là không xuống màu. Nó tươi giống như là bữa giả vậy đó. Đồ đẹp ạ. Thiệt mà. Với lại nó không bị xuống màu. Nó không bị xuống màu trái cây của mọi người. Nó hay ở chỗ đó. Tại vì cũng gần Tết thì cũng chia sẻ mọi người. Em thấy đa số 90% đại đình có công nhận với em không? Là năm nào mọi người cúng trái cây mọi người cũng bị thối hết. Chính xác luôn, có lẽ nó chín nhanh nữa. Đúng rồi, đó là lý do mọi người về mọi người rửa nước á. Nhưng mà năm nay em chia sẻ mọi người một cái mẹo rất là hay. Đó là trái cây mọi người cúng mọi người đừng có rửa nước. Mọi người cứ lấy rượu uống, mọi người pha. Rồi mọi người đổ vô khăn á. Rồi mọi người lau, cứ lau sạch sẽ vậy đó. Miếng rầy này cứ lau lau cho nó sạch. Đôi khi mọi người lau này còn sạch hơn mọi người rửa nữa. Sáng bóng hơn hơn ha. Sáng như lên như hoa luôn. Sáng như là bữa giả luôn á. Ông rửa nó không sạch bằng cái tẩy rượu đâu. Đúng rồi. Mà cảm giác tôi cảm giác ê nó khô mà nó cũng kiểu cảm giác như nó không xuống màu nữa nha. Đúng rồi, vẫn bóng luôn mọi người. À bóng mà vẫn bóng mà nó không xuống màu như lúc mình rửa nước là rửa nước xong khô nước cái màu nó vẫn trở lại bình thường. Đó, đây là một cái mẹo, cái gì cũng phải có cái mẹo hết mọi người. Đồ, nói chung là cái gì nó cũng có một cái mẹo hết trơn hè. Đó, nếu mọi người thấy hợp lý thì mọi người có thể đăng ký bật chuông để ủng hộ hai anh em tôi. Hai anh em tôi sẽ chia sẻ mọi người nhiều cái mẹo thật là hay để áp dụng cho đời sống. Ê, hết bữa mà ông nói chuyện ví dụ mà ông vô mà ông thấy tôi cái gì đó, ông đi thẳng cái vấn đề đi. Chứ đừng để hai tôi là bản tính tôi gọi là hỏa. Mà ông chỉ cần nước, ông chỉ nhiễu vô một cái là chắc chắn lửa nó phật lên. Mà khi mà lửa nó phật lên nó sẽ cháy và khi cái nó cháy rồi không khi nào tàn lắm. Em biết rồi. Hiểu chưa? Em biết rồi. Cái nhà mà đang cháy á, chỗ cháy mà đổ nước vô là nó càng cháy hơn. Đúng. Đúng rồi đó. Ok, chia sẻ mọi người nha. Thôi. Nhớ đăng ký bật chuông, hẹn gặp lại tại clip sau.